Thưa quý vị và các bạn, điểm dừng chân của chúng ta ngày hôm nay sẽ là tại thị trấn Lộc Thắng của huyện Bảo Lâm. Và như quý vị đang thấy thì Thúy Vy đang có mặt ở giữa một đồi chè xanh ngát. Và điểm đến này có gì đặc biệt thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Toàn huyện Bảo Lâm hiện có hơn 7.700 ha chè, trong đó diện tích trồng chè chất lượng cao hơn 5.800 ha với 14 doanh nghiệp hoạt động chế biến chè đóng chân trên địa bàn. Bên cạnh phục vụ cho ngành chế biến xuất khẩu chè, gần 20 ha diện tích chè tại hẻm 41 Lạc Long Quân, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm vừa được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động điểm tham quan trải nghiệm làng chè Tây Nguyên. Không phá bỏ cây chè nào, chủ nhân nơi này tận dụng từng bờ bao giữa các hàng chè để xây dựng các tiểu cảnh, khu nhà sàn mô phỏng nhà sàn truyền thống của người Tây Nguyên bản địa, khu vực ẩm thực, nước uống với cảnh quạt gió nổi bật giữa đồi chè xanh ngát. Tất cả tạo nên không gian đầy thơ mộng, màu sắc bên cạnh hương chè thoang thoảng trong từng làn gió thổi qua. Xin chào cô Nguyễn Tố Anh ạ. Thưa cô, vì sao mà chúng ta lại quyết định là đầu tư xây dựng một cái điểm đến ở ngay giữa cái khu vực đồi chè hàng chục hectare như thế này ạ? Là một người gắn bó với cây chè hơn 50 năm, thì chúng tôi quyết định mở cái làng chè và đặt tên là làng chè Tây Nguyên. Để nhằm mục đích làm sao bảo tồn được cái nghề chè cũng như là cái cây chè cho một cái đặc sản cũng như là một cái nền kinh tế nông nghiệp chính của Lâm Đồng nói chung cũng như là của Trà Bờ Lao nói riêng. Sở dĩ chúng tôi chọn cái tên là làng chè Tây Nguyên tại vì nói đến Lâm Đồng, nói đến Bảo Lộc là nói đến Tây Nguyên. Và nhất là trà của Lâm Đồng, trà của Tây Nguyên thì nó có nhiều cái đặc trưng đặc biệt hơn những cái vùng miền khác trên cả nước, cho nên thành chúng tôi chọn cái tên là làng trà Tây Nguyên, cũng như là cái kỳ vọng cho cái thế hệ sau cũng như là du khách đến để cảm nhận được cái sự khác biệt của chè Lâm Đồng so với những vùng miền khác từ hương vị cho đến nước. Dạ vâng, nghe cái tên làng chè Tây Nguyên thì cũng đủ thấy là cái đặc trưng là như thế nào rồi. Nhưng mà cụ thể thì khi mà du khách đến với làng chè Tây Nguyên sẽ được trải nghiệm những cái trải nghiệm đặc biệt nào? Thì trong tương lai thì chúng tôi mong mỏi rằng làm sao cho thế hệ sau cũng như là tất cả du khách trong cả nước khi đến với làng chè Tây Nguyên sẽ có được một cái cảm nhận cũng như là trải nghiệm được mình là một người công nhân chè thực tế bằng những cái việc làm. Ví dụ như là sẽ cùng với chúng tôi đi hái chè, rồi đi sao chè và rồi là sẽ sấy chè, rồi chế nước chè. Và bên cạnh đó chúng tôi còn mong mỏi rằng không cây chè hiện nay không những là chỉ có khai thác về nước uống mà chúng tôi còn mong rằng du khách đến với làng chè Tây Nguyên sẽ được trải nghiệm những cái thực đơn mà làm từ chè. Và bên cạnh chè thì còn có tơ tằm. Và đó là một cái kỳ vọng mà chúng tôi muốn gắn kết hai cái nền kinh tế chính của Lâm Đồng, đó là trà và tơ lụa. Thì sắp tới chúng tôi sẽ tái hiện lại toàn bộ cái công đoạn để làm sao có những cái ly nước chè và những cái búp chè, những cái đọt chè cũng như là các cái hương vị chè. Và bên cạnh đó thì cũng muốn tái hiện lại để làm sao du khách biết được làm sao từ một cây dâu rồi sẽ ra được những mảnh vải. Để quảng bá đến cho nhiều người biết là cái tơ lụa của Bảo Lộc. Dạ, xin cảm ơn cô về những chia sẻ vừa rồi và chúc cho làng chè Tây Nguyên sẽ được nhiều du khách cả trong nước và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Cảm ơn cô. Những trải nghiệm tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen ở làng chè Tây Nguyên sẽ đọng lại trong tâm thức mỗi người khi đến đây. Không ồn ào, không náo nhiệt, không quá nhiều công trình tiểu cảnh. Nhưng điểm nhấn của nơi này có lẽ chính bởi không gian xanh mát của những búp chè xanh, tuy giản dị nhưng đặc biệt khó quên.